Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Kính lễ Ngài Liễu Tông vừa đến với Pháp Hội. Hôm nay cũng là ngày mà chúng ta thảo luận về Phật Pháp, và Ngài Liễu Tông sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị nêu lên. Hôm nay thì Ngài Thích Nhật Quỳnh bận công việc rồi. Thích Mê Ta Hoan Hỷ Thính Pháp Sư. Rồi thỉnh ngài coi như thử âm thanh. Rồi xin mời Sít Meta Quan Hỷ Thỉnh Pháp Sư. Alo, Sít Meta. Trước con kính đảnh lễ ngài Lữ Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc bài thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Brahmacchalo kaphibhati sahambhati katanchali anthi varang achachatha santi thasatta parachakchatika đề xê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng sạch thầm ma phê rình quy na dành cha ca dân xuất tình cha bản thân a phi thầm ma chầm măng a cô ta dành tô cha tu sắc cha đàn đăng bắp bồ tha này về Parisa Yamatne. Phạm Thiên lòng kính thành cung thịnh Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lọc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp tự. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư Niết Bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hàng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đảm mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con xin dâng mic cho ngài Liễu Tông để ngài thử mic ạ. Dạ, con xin dâng mic cho ngài. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả, kính thưa chư cận sư nam sư nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bích Thà Gia. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, đạo tràng chúng con đã nghe âm thanh của ngài rất là rõ. Dạ, hôm nay là ngày vấn đáp về Phật Pháp do ngài Liễu Tông trả lời những câu hỏi, những cái gì thắc mắc của tất cả chúng ta trong đạo tràng. Vậy thì người ta xin tất cả trong đạo tràng thắc mắc gì đưa tay lên để hỏi trực tiếp với ngài, hoặc là chat lên thì Meta sẽ đọc. Nhưng mà cái máy của Meta
thì không thấy đưa tay hết. Vì vậy nếu quý vị có cần trả lời trực tiếp thì quý vị chắc là cần cầm mic thì Meta sẽ nhường mic lại cho quý vị ạ. Dạ, Meta xin kính mời tất cả quý vị đã có mặt trong đạo tràng ạ. Dạ, một lần nữa, Meta xin kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Nếu ai có thắc mắc gì, thì xin cứ nêu lên. Dạ, một lần nữa, Meta xin kính mời. Dạ, con thấy có câu hỏi. Của Tĩnh Lặng 19. Kính bạch ngài, kính ngài dạy về cách niệm Phật trong Phật pháp nguyên thủy ạ. Dạ con xin dâng mic cho ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Nếu mà muốn hành cái pháp tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng thì trước hết chúng ta phải hiểu ân đức Phật, ân đức của ngài có bao nhiêu. Thường thường nếu quý vị vô rung thì thường nghe các vị tụng kinh lễ bái tam bảo thì ân đức của đức Phật có 9 ân đức tất cả, của giáo pháp thì có 6, của chư tăng thì cũng có 9. Phải học y tỳ bi sổ pha ga qua rằng sấm ma sấm bút thô đó, thì quý vị phải học cái a la hăng. Nghĩa là gì? Nó có bao nhiêu chuyện để nói về cái A-la-hăng, rồi Pháp Giáo Hoa là như thế nào phải học. Thành ra mỗi lần mà cái tâm mình mà nghĩ tới cái ân đức nào thì phải biết tất cả những cái chuyện đó, tất cả những chuyện đó. Nếu vị nào mà ở Việt Nam thì có thể, chúng tôi không biết, hình như chùa Bổ Quang có giữ là một số cái sách mà viết về ân đức Tam Bảo của ngài ngày Bửu Chân thì phải, ngày Bửu Chân. Thì quý vị kiếm quyển sách đó để đọc để hiểu cái ân đức đó là gì. Thành ra khi mà mình ngồi đó, mình ngồi xuống là mình đi, mình tưởng tới ân đức là Bút Thô thì phải biết Bút Thô có nghĩa là gì, là gì, là gì. Rồi phải niệm ân đức thứ hai A La Hăng thì phải biết A La Hăng là gì, là gì. Chứ không mà nó ngày mà cái mình niệm không A La Hăng mà mình không có hiểu cái ý nghĩa thì cái niệm của mình đó, nó không có nhiều cái năng lực để làm cho cái tâm mình nó ở trong cái những cái đối tượng như vậy. Thành ra để mà ân đức Phật, ân đức pháp tăng là một trong những cái mà bậc thiện trí rất là tán dương. Bởi vì mình nghĩ tới cái người mà để lại cho mình giáo pháp, để lại những cái điều mà mình có thể hành để tiến bộ được đó, thì cái ân đức họ rất là quan trọng, ân đức pháp cũng vậy, tăng cũng vậy ha. Còn nếu mà quý vị không tìm ra cuốn sách đó thì quý vị có thể vô trong cái quyển Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo thì cũng có dạy cái 10 phương pháp tùy niệm đó, trong Thanh Tịnh Đạo cũng có ha. Thanh Tịnh Đạo
Thì ở Việt Nam thì cái quyển mà được thông dụng nhiều nhất là quyển của sư cô Trí Hải, ni cô Trí Hải dịch. Nhưng mà sau này chúng tôi nghe nói ở chùa Bố Quang có, không biết cái gì đó giờ còn tu không chúng tôi không biết, thầy sư Ngộ Đạo gì đó, thì cũng có dịch, có dịch cái quyển đó, có dịch cái quyển Thanh Tịnh Đạo nữa. Cái gì ảnh nó dòng tới tìm nó đó, đọc nó rất có lợi ích cho quý vị. Nam mô với thầy dạ. Dạ, con thấy Tĩnh Lặng đã xa thú kính tri ân ngài rồi. Dạ, con kính mời dừng lại nè, kính mời chú đi đặt câu hỏi, có gì thắc mắc không thì cứ nêu lên. Dạ, kính mời cô Phạm Vượng. Dạ, kính mời Thi Lâm. Kính mời Hiện Hòa. Dạ, kính mời anh chị Phan Quang Liêm. Dạ, kính mời Nguyễn Mộng. Kính mời Thiện Trí. Kính mời Bình Lê. Dạ, xin kính mời. Dạ, con thấy có câu hỏi của dừng lại. Kính thưa giảng sư, khi thực hành pháp quan tâm, con hay bị hôn trầm do nguyên nhân nào ạ? Xin sư chỉ dẫn lối ạ, lối ra. Dạ, con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, trong 40 đề mục của thiền chỉ và 72 đề mục đó, đề mục liên quan tới thiền tứ niệm xứ thì nó phải dựa vào cái cá tánh của mình. Thì trong cá tánh thì đối với thiền chỉ thì nó có 6, đối với thiền minh sát thì nó có 4. Nó phải biết mỗi một cá tánh nó chỉ phù hợp với một số chuyện mà thôi đó. Thành ra mình phải học lên biết cái đó thêm rồi mình đoán xem cái cá tánh mình như thế nào. Thường thường nếu mà mình vô trường thiền đó, thì sau khi mà mình vô mình nói một số chuyện thì thiền sư có thể họ đoán ra được, hoặc họ cho một số cái đề mục để cho mình hành thử. Nên nhiều khi đa số sư dẫn thiền sư giảng sư bây giờ thì không có không có thần thông giống như thời xưa, thành ra cũng không đoán được mình, nên phải cho đề mục thử để coi mình hành như thế nào. Thì khi mình trình pháp thì họ biết cái đề mục đó thích hợp hay không thì họ đổi đề mục cho mình, mà thích hợp hay không thích hợp á thì nó sẽ đưa tới hồn trầm thủy miên là chuyện rất bình thường, chứ không có gì cả, bởi vì nó không thích hợp với mình. Hoặc là có những cái đề mục mà nó phản ứng với cái tâm của mình á. Thí dụ mình sợ ma mà mình đi quán xác chết thì chỉ nó chết luôn chứ khỏi cái quán vậy đó. Thành ra đó những cái cần phải biết. Thì biết thì mình khi mình trình với ông giờ thiền sư sẽ đổi đối tượng cho mình. Khi mà đổi đối tượng thì mấy cái đó, mấy cái phiền não, mấy cái phóng tâm rồi gì nó mới hết. Chứ còn nếu không thì nó vẫn cứ bị hoài, tại vì mình hành cái pháp nó không phù hợp với cá tánh của mình. Tức là mình không có hiểu biết rõ ràng về cái đó, mình cũng không có, cái tâm mình nó đã không có thỏa thích trong cái việc nhìn những cái đối tượng như vậy. Thì chắc chắn là nó phải đưa tới nguyên nhân này nguyên nhân nọ, chứ không có gì lạ cả. Thành ra nên nghe học cho kỹ. Cái thứ hai đó, thiền đừng bây giờ mình nghĩ là mình có thể mình thiền được một mình. Ít nhất phải tìm cái chỗ nào đó để mình hành. Thì nào thiền sư nói mình có khả năng tự hành thì lúc đó mình mới có khả năng mình tự hành được. Chứ mình đừng có nghe lời ai nói cái nó hành như thế nào, cái mình về mình nhắm mình ấy đó. Trước sau thì cũng thành hành giả họ tôn rất là nguy hiểm. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, con kính tri ân ngài, con thấy dừng lại đã tri ân ngài rồi. Dạ, con thấy có câu hỏi của Phật Pháp 219 ạ. Thưa sư, trong kinh Pháp Thượng, trong phần Pháp cần phải biến tri xúc hữu lậu,
hữu thủ có nghĩa là gì? Xin sư giảng dạy. Dạ, con xin nhân mít cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chê Tôn Hèn Giả. Kính thưa chư quý vị, thủ thì nó có bốn, nhưng mà về chi pháp thì thường nó có hai, tức là tham với tà kiến. Thành ra khi mà mình xúc vô cái đối tượng nào nó vô nó xúc á, thường thường lậu đây là có nghĩa là nó đi đôi với một số cái thừa não rất là mạnh, những cái phiền não thì nó đưa tới cái sự chấp thủ. Mà chấp thủ đó vào những cái đối tượng như vậy đó, thành ra cái xúc đó đó thì nó đưa tới cái sự chấp thủ và cái xúc đó. Thành ra mà khi mà nó những cái đó nó phát sinh đó, thì nó đưa tới cái nghiệp hữu, chứ hữu đây có nghĩa là nghiệp hữu, tức là cái hành động của mình trong lúc đó đó, thì những cái đó nó đưa tới một số cái điều kiện ấy. Thành ra những cái pháp như vậy đó là ngài Sở Di Bồ Tát khi ngài ngài thuyết để cho chúng sanh hiểu một số căn bản đó, nhưng mà cái căn bản đó mình muốn hiểu cho rõ ràng thì phần cái phải học những cái liên quan tới cái thực tính pháp thì mình mới biết nó là cái gì. Chứ còn bây giờ mình nói thủ mình cũng không biết nó có bao nhiêu, thủ như thế nào, thủ như thế nào, hữu thì như thế nào, thì bây giờ có giải thích thì cũng không có không sáng tỏ được. Nên tìm cho mình một số căn bản về pháp học, nhất là cái thắng pháp thập yếu luận đó, để mình biết cái tham nó phát sinh chỗ đó, xúc nó phát sinh chỗ đó, nó xúc phát sinh chỗ nào là xúc mà có lậu hoặc nó vô nó bám, còn cái lúc nào mà xúc nó không có bám, mà khi nó bám nó đưa tới thủ tức là sự chấp ngã đó, thì là nó như thế nào, thì cái đó là trường hợp cho mình phải hiểu cái nguyên nhân của một số cái thực tinh pháp thì mình mới có thể rõ ràng trong những cái bài kinh mà như vậy được. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ, Nam mô Bụt Thà Gia, con kính tri ân ngài. Không biết Phật pháp có còn hỏi thêm ngài gì nữa hay không, hay là có đồng ý với câu giảng giải của ngài hay không ạ? Dạ. Dạ, con thấy Phật pháp đã sa thú rồi. Dạ. Xin kính mời quý trong đạo tràng đặt câu hỏi ạ. Dạ, con cũng thấy câu hỏi của Tĩnh Lặng. Kính bạch ngài, hiện nay có rất nhiều phương pháp hành thiền từ nhiều trường thiền, vậy làm sao chúng con biết cách nào hợp với mình ạ? Dạ, con xin nhân mic cho ngài. Nam mô Bụt Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hèn Giả. Kính thưa chư quý vị, thật sự ra nói nhiều phương pháp thì không đúng. Thật sự cái con số cái phương tiện để mình dùng cái đề mục, những cái đề mục mà được giảng giải trong giáo pháp Đức Phật để mình giúp cho cái tâm mình nó có định và nó phát sanh trí tuệ. Còn cái chuyện mà nói trường thiền này giải quán này quán nọ đó là những cái người đó theo chúng tôi thì có thể là không phải cái thiền thì không phải cái người hành giả tứ thiệt. Thành ra vô rồi đoán mò, chứ không có ông thiền sư nào hay cái trường thiền nào nói đây là giải quán tâm hay giải quán thọ hay giải quán gì cả. Cho đó là người đời sau ấy thôi. Trường thiền mà nào thì họ cũng nói họ giải tứ niệm xứ. Thì khi mà mình tới đó mình xin hành thiền đó thì họ sẽ đưa cho một số cái đối tượng, giống như chúng tôi nói nãy đó, để cho biết cái cá tánh của mình như thế nào. Thì nếu mà cái người mình mà vô mà trình pháp thì ông thiền sư ông sẽ biết mình có phù hợp hay không phù hợp đối tượng đó, có hành xứ hay là phải hành thiền chỉ trước, là cái đó ông thiền sư không biết, ông sẽ đổi đối tượng cho mình. Chứ còn quý vị đi vô bất cứ trường thiền nào mà chỉ từ đầu tới đuôi mà chỉ một chuyện thôi,
không có chỉ thiền thứ hai, dầu rằng mình có trình pháp có trở ngại gì nữa mà họ không có đổi đối tượng mình thôi, mình nên bỏ chạy đi chứ mình ở đâu mình chết. À, bởi vì không phải trường thiền đó dở, nhưng mà nhiều khi mình trúng cái gì mà phụ tá thiền sư hay thiền sư mà coi nha, cái nhóm của mình nó có thể ông không có hiểu một số vấn đề à, chứ chúng tôi không nói trường thiền sai, bởi trường thiền nào nó có căn bản đa số là có thiền sư hết à, mà có những cái thiền sư thì chưa đúng mức à, thiền sư đúng mức là thiền sư nó phải giỏi ghê lắm là mới đoán được mình. Thành ra khi mà mình tới trường thiền, ví dụ như trường thiền của ngài Ma Si, chúng tôi hồi xưa cũng ở trường thiền ngài Ma Si vậy đó, thì họ biểu quán cái nhìn cái phòng với cái xẹp của cái phần trước của cái bụng á, thì chúng tôi mới hỏi nhìn cái đó để làm gì, chúng tôi mới hỏi, thì ông thầy sư sau khi nói qua nói lại thì ông biết mình cũng có một số kiến thức về Phật pháp, rằng ông nói nhìn để thấy trạng thái di động của chitta chá qua vô tha tục, tức là trạng thái di động của chất gió phát sanh từ tâm đó. Mà khi mà ông nói như vậy rồi, nếu quý vị không có pháp học thì kể như quý vị cũng tiêu, chứ làm sao mà quý vị hành tiếp tục được, thấy không, dầu có phương pháp đi nào nào nữa đi cũng không có, không tiếp tục được, tại vì cái căn bản đó mình đã không hiểu rồi. Và nhiều người còn nói là mà bụng phồng xẹp do hơi thở, thật sự cái nói cái đó là càng sai xa nữa, từ từ quý vị, hơi thở nó chỉ vô tới cái phổi của mình thôi chứ nó không có vô tới bụng được, nếu mà hơi thở mà nó vô tới bụng thì cái phổi nó lủng rồi ha. Thành ra cái chuyện mà hành thiền không phải là bụng phồng xẹp là hành thiền hơi sợ dùng hơi thở để thấy phồng xẹp, không phải, hai cái khác nhau hoàn toàn. Thành ra đó là những cái là khi mình trình pháp đồng thiền sư ông phải thay đổi cho mình, ví dụ mình thấy cái đó nó vậy, thấy cái đó nó vậy, thì ông thiền sư ông phải có cách hoặc là đối tượng cho mình, hoặc là ông thấy những cái niêm yết mà nó phát sanh mình đó nó thuộc về thiền chỉ nhiều, nặng về thiền chỉ đó, thì ông cho mình thành thiền chỉ luôn chứ ông không bao giờ ông thay đổi đối tượng cả, vì mình nhớ gì đó. Thành ra cái phù hợp với mình hay không đó là khi mình hành rồi đó, mình trình pháp với ông thiền sư, ông thiền sư cũng thể thay đổi cho mình chứ không có phải là mình tìm cái cách nào để thích hợp cho mình không có biết được cái cách nào thích hợp mình, bởi cá tánh của mình còn không biết nó là gì. Thành ra thường thường ví dụ như vô à, hơi đem hơi thở thở ra thở vô sao sao ông chỉ sao sao vậy, cái mình vô mình lấy, ví dụ như vô mà mình cứ nhìn vô thở thì có những cái niêm yết nó phát sanh, niêm yết theo lối thiền chỉ thì ông chỉ cho mình tiếp tục thiền chỉ mà thôi, còn ví dụ như mình thở vô đó, bởi vì cái thở đó có thể hành thiền chỉ được, có thể hành thiền tứ niệm xứ, cả cả bốn bốn cái bề giờ được chứ chừng về không đó. Thành ra dùng hơi thở để hành pháp niệm thân được, dùng hơi thở để hành pháp niệm thọ được, dùng hơi thở pháp niệm tâm được, và dùng hơi thở để pháp niệm pháp được. Là khi nào thì sư không coi không biết, nhưng mình thế nào thì không biết, mình tiếp tục cái phần đó. Còn nếu mình vô đó mà ông thầy sư ông không có làm sáng tỏ những cái như vậy đó thì chúng tôi nói anh hồi nãy rồi, nên bỏ chạy tìm cái chỗ khác thôi, chứ còn không là lu cu con chỗ cũng vô ích mà thôi. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, con kính tri ân ngài, con thấy tĩnh lặng cũng đã cảm ơn ngài rồi. Dạ, con thấy câu hỏi khác của Phật pháp. Kính sư, hữu tầm hưởng tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Có phải tu tập thuần thục tứ thiền phải không? Xin sư giảng dạy. Dạ, con kính dâng mic cho ngài. Nam mô Bích Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả, kính thưa chư quý vị, cái này là nó bao gồm từ thiền thứ nhất cho tới thiền thứ năm lần, nhưng mà ta nói một cách tổng quát vậy đó. Thí dụ mình thiền nhà đắc thiền thứ nhất thì nó có đủ, tức là tầm tứ vi tất cả quý cha đá bi tỳ sukha ê cả cái ta sẽ thân đó, tức là đủ cả năm chi. Rồi mình lên một cái bậc nữa theo theo thiền 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 năm chi á, lên bậc nữa thì nó mất, nó không 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 có tầm vô tầm, tức là chỉ có tứ thôi. Thành ra quý vị nào mà học về pháp thấy cái có định nghĩa đàng hoàng cái định vị thiền đó, thì
là quý cha ra bị tỷ số khai cả cái ta sẽ tăng. Còn tới cái thiền thứ ba thì không không có tầm, không có tứ luôn, là bị tỷ số khai cả cái ta sẽ tăng. Rồi cái tới thiền thứ tư trong ngũ thiền á, thứ tư trong thiền năm chi á, thì sục khai cả cái ta sẽ tăng. Nhưng mà nếu mà tới tới ngũ thiền á, thì có thiền năm chi là nó gọi là upekkha sa cái ta sẽ tăng ha. Upekkha cái ta sẽ tăng, thành ra cái này là một cái câu này là nó định từ thấp tới cao mà tùy theo cái lúc mình nhìn đó đó mà thôi, nhớ không? Thành ra bây giờ ông đi từng tự, thí dụ như bây giờ mình nói là hữu tầm mà muốn muốn đắc tứ định á, thì tứ định á, trong nếu mà nói thiền năm chi á, thì nếu mà tứ định á, thì không có tầm tứ gì cả, bởi vì lúc đó là diệt rồi. Tứ tứ trong thiền năm chi đó là su khả ê cạch cái ta xảy tăng. Còn tứ mà trong tứ thiền thiền bốn chi á, thì nó là ô bê khả ê cạch cái ta xảy tăng, chứ không không có ấy nữa, tức là nó là vô tầm vô tứ luôn, vô có tầm vô tứ vậy đó. Mà vô tầm hữu tứ á, là nhị thiền, vô tầm vô tứ là tam thiền đó. Cái tính như vậy đó, thành ra nguyên cái đoạn này là phải hiểu rồi mình mới tính ra thiền thứ mấy thứ mấy, chứ còn mình nói là những tứ thiền không thì không có đúng. Nam mô Bích Thà gia. Dạ con kính tri ân ngài, con thấy Phật pháp cũng đã xa thú xa thú. Dạ con thấy Phật pháp còn đưa lên cái câu là hữu tầm hữu tứ định, không phải tầm hưởng tứ định. Dạ con không biết cái câu này là câu hỏi hay là ý kiến gì. Dạ xin. Dạ Phật pháp bảo là bỏ. Dạ vậy bây giờ con xin đọc câu hỏi của dừng lại ạ. Thưa sư, cái tưởng nó làm con lo sợ, vậy con phải làm gì để ra khỏi sự lo sợ bởi cái tưởng, do không thật rõ về biết sự kiện nào đó? Dạ con xin dâng mic cho ngài để ngài giảng giải câu này ạ. Dạ. Nam mô Tu Thà Gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, muốn cho đừng có lo sợ thì đừng có tưởng tầm bậy nữa thì nó hết lo sợ gì đâu. Cái tưởng là nó có trong mọi trường hợp, trong 121 tâm này. Thì thay vì mình đi tưởng ba cái tào lao thì mình đừng có tưởng ba tào lao, mà mình tưởng về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, mình tưởng về những cái 10 cái phương pháp tạo phước nha, bố thí từ trì giới này kia thì làm gì mà sợ, làm gì mà sợ nữa. Nó một cái cho mình tưởng mình đi ngang nghĩa địa mà mình tưởng có ai đứng cười cười đó mình sợ là phải rồi, tưởng tầm bậy thì phải sợ rồi, tưởng những cái gì mà liên quan tới thiện pháp thì không có sợ gì cả. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ con kính tri ân ngài, con thấy dựng lại cũng đã tri ân ngài rồi. Dạ, kính mời quý vị đưa đặt câu hỏi ạ. Dạ, nếu ai có ý kiến gì, có thắc mắc gì thì cứ trực tiếp hỏi ngài. Dạ, con thấy câu hỏi của Tĩnh Lặng ạ, con xin đọc ạ. Kính bạch ngài, thế nào là như lý tác ý, xin ngài giảng dạy. Dạ, con xin dâng mic cho ngài ạ. Nam mô Bích Thầy giả kính bạch chư tôn mẹ giả kính thưa chư quý vị, như lý tắc ý vô từ Bali vô ni sổ manasikara, tức là vô vô ní rồi mana này, rồi lên xuống cái một cái hình thức biến đổi của Bali là tới kara, tức là làm ha. Vô ní tức là cái gốc gốc vô ní, tức là nguồn gốc, nó có nhiều nghĩa lắm nhưng ở đây là nguồn gốc. Vô ní sổ đó, vô ní đó, mana là tâm,
thì cà rá là làm, tức là mình làm cho cái sự thấy, sự thấy của mình đó. Cái gì mà mình đang đang quan sát đó, phải quan sát để thấy tận cái nguồn gốc của nó, nghĩa là biết cách rõ ràng như vậy đó, tận nguồn gốc biết cách rõ ràng như vậy đó, thì cái đó gọi là ma vô ni sổ mà nó sẽ cà rá. Tức là người ta nói như lý tác ý, có chỗ dịch là khéo tác ý, có chỗ là thấy đúng như cái điều kiện của cái vật đó, thấy đúng như cái điều kiện của vật đó, nó chỉ vô sổ mà nó sẽ cà rá. Người ta thấy mà đúng như cái sự thân nguồn gốc của cái việc đó, nó rất là quan trọng chứ không phải không. Bởi vì trong pháp hai chi đó có hai câu, câu thứ nhất là bà đã tô khô xạ, nghe cái điều gì đó hoặc là đọc hoặc là học vô ni sổ mà nó sẽ cái bà đã tô khô xạ đó. Nếu mình nghe mình ấy mà mình thấy được rõ ràng như vậy đó thì chánh kiến phát sanh. Còn nếu mà mình nghe cũng bà tô khô xạ từ ý người nào đọc hay gì đó mà mình không có khả năng thấy đúng như cái sự thật hiện hữu của cái điều mình nghe đó, thì tà kiến phát sanh. Thành ra như lý tác ý là khi nào mình phải biết mà quan sát cho đúng mức, mình nhìn với cái trí tuệ của mình đó, thì lúc đó mình mới có khả năng là mình thấy đúng, hiểu đúng để làm cho chánh kiến phát sanh. Còn ngược lại là mình có thể thành người có tà kiến thế nào mình không có hay. Nam mô Bích Thầy. Dạ, Nam mô Bích Thầy. Con kính tri ân Ngài, con thấy tĩnh lặng cũng đã xa thú, kính tri ân Ngài rồi. Dạ, mến chào cô Trần Đạo. Dạ. Con thấy có câu hỏi của Phật Pháp, con xin đọc ạ. Kính sư, trong bốn định, xả phần định, chỉ phần định, thắng phần định và quyết trạch phần định, có phải tu thiền định vô cận phải không? Dạ, con xin dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ, kính bà chư tôn hèn, dạ kính thưa chị quý vị, thật sự rồi mấy cái này đó câu hỏi chúng tôi cũng không trả lời được, tại vì lý do không biết cái chữ việc này dịch có đúng hay không, không biết đường đâu mà trả lời. Có những cái chuyện mà mình muốn hỏi là phải có cái gốc của nó, nên trong rồi có cái chữ Bali để còn biết đường đâu mà trả lời, chứ còn không lấy những cái bản dịch mà không biết ai dịch từ đâu ra thì cái chuyện đó rất là nguy hiểm. Chúng tôi không có dám trả lời những cái chỗ mà không có gốc như vậy. Nam mô Bích Thầy. Dạ, con kính tri ân Ngài. Dạ, không biết Phật Pháp có đồng ý với câu giảng giải của Ngài hay không? Dạ, con chưa thấy. Dạ, con thấy Phật Pháp đã đưa lên là đây, thập thượng Pháp trong bốn pháp trong bộ kinh. Dạ, đó. Dạ, như vậy là câu hỏi tiếp hay là đồng ý với câu trả lời của Ngài ạ? Câu giảng dạy của Ngài ạ? Dạ, xin Phật Pháp cho biết ạ. Dạ, con thấy có câu hỏi khác của dừng lại.
Câu hỏi khác của dừng lại đó là: thưa sư, khổ đế cần liễu tri, vậy liễu tri là mức độ tri này là cao nhất phải không thưa sư? Dạ, con kính dâng cho ngài ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Dòng thiền đồng kinh, kinh thập thượng đây nữa, nhưng mà Đức Phật không có nói tiếng Việt. Nhiều khi mình dịch ra những cái danh từ đó tìm không có biết đường, mà cái người dịch họ dựa vào đâu mà dịch, mình làm sao biết đường đâu mà trả lời. Chúng ta nói ý chúng tôi là như vậy. Bài kinh thập thượng phải là cái chuyện dễ, muốn có những cái chữ là phải coi Bali rồi coi chú giải là giải thích, hoặc là coi nhiều chuyện lắm, chứ không có phải dễ ha. Còn mà bây giờ cái vị hỏi đó, cái lật sách ra rồi đọc được cái câu nào mình không hiểu cái đi hỏi vậy thì thôi, thì coi cái room nào mà nó đang giảng bài kinh thập thượng thì chung vô đó hỏi mấy cái vị đang giảng đó, họ nghiên cứu kỹ lưỡng rồi họ nói mới trúng được. Chứ còn khi không hỏi ngang ngang thì chúng tôi không có bắt được, và cũng không có chú giải sẵn đây để coi trong đó có phần đúng như vậy không đó. Và mình hỏi cái gì cũng là hỏi để có lợi cho mình và có lợi cho người nghe, chứ không phải hỏi mình thấy cái nào hay hay mình muốn biết thì mình hỏi rồi mà không hành được thì cũng như không thôi đó. Tu thiền tới đâu rồi mà muốn tới những cái phần như vậy à, chúng tôi cũng chưa tới đó đâu ha. Khi mà đã nói tới khổ đế cần liễu tri, tức là biết cái đó là khổ đế, tức là phải là đắc thánh rồi, chứ không còn là người thường nữa ha. Bởi vì tứ đế là đi chung một lượt, thấy là thấy cả bốn luôn. Nhưng liễu tri là liễu tri một lần cả bốn, chứ không phải liễu tri một cái à. Nó ra cái không hiểu nghĩa cũng vậy, hiểu nghĩa mà để làm gì à. Có những câu hỏi mà chúng tôi phải hẹn là tại sao chúng tôi phải coi trong ấy, là chúng tôi coi cái chú giải giải thích giống như cái điều mình đã hiểu hay không mới dám trả lời, đâu phải mà nói rồi ra nó dễ đâu. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, con kính tri ân ngài, con thấy Phật pháp cũng đã tri ân ngài rồi. Dạ, giờ con đọc lại câu hỏi của dừng lại ạ. Thưa sư, khổ đế cần liễu tri, vậy liễu tri là mức độ tri này là cao nhất phải không thưa sư? Dạ, con kính dâng mic cho ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra trong hàng tứ chúng á, thì đều phải học hết á, nhưng mà tùy theo khả năng của mình để mình học nhiều hay ít nha. Học nếu mình có ít khả năng thì mình học để gieo duyên và kiếp sau, còn nếu mà mình có nhiều khả năng thì mình học để mình có thể hành để thấy được kết quả trong kiếp này. Bởi vì
Còn bộ kinh Nikaya 84.000 bài pháp mà Đức Phật để lại là do Ngài thuyết để cho hàng tư chúng. Thật sự ra đó, mình muốn đắc đạo quả thì nó phải nói không phải cần học tới 84.000 đâu, nhưng mà lý do là mình không biết mình đang ở đâu, thế là mình phải học càng nhiều càng tốt. Chứ nếu mình biết rồi thôi thì mình chỉ học cái phần nào chưa biết thôi, còn cái nào là cho nguyên bộ tam tạng, cái nào mình cũng không biết hết. Thành ra có dịp thì cứ học, học Đức Phật dạy cho cái những người mà sơ cơ như mình đó, là học, phải học theo từng tự pháp, từ thấp tới cao, dựa vào cái bài mà Đức Phật dạy cho Ngài Giá Xạ đó. Ngài Giá Xạ là sau khi độ 5 anh em Kiều Tình Như xong, Ngài Đức Phật xuống gặp Ngài Giá Xạ ở độ đó, thì Ngài thuyết về từng tự pháp gọi là Anubhavikatha, tức là bố thí trì giới, quả của bố thí trì giới, rồi sự nguy hiểm của cái quả đó, rồi mới cái cuối cùng là xuất gia, tức là ly dục, ly những cái điều mà mình dính mắc như vậy để có thể đi tới cao hơn. Thì bây giờ đó, mình những cái đời sống hàng ngày của mình nó liên quan tới bố thí, liên quan tới trì giới, liên quan tới thiền chỉ, liên quan tới thiền tuệ. Thì bây giờ đó, mình không có khả năng để mình học những cái pháp để mình có thể hành thiền chỉ thiền tuệ, thì tạm thời mình học những cái gì liên quan tới bố thí. Bởi vì đa số người đi chùa đó không biết bố thí là gì, cái tưởng đem là dâng tới tam sư là có phước hay là trật đất. Bố thí là bố như thế nào nó có chi hết á, bố là tốt em. Thành ra là những cái sách mà ra mà coi, thôi lên nhờ ông Google đến đầu tiên có bao nhiêu chi là học cái đó. Mà không, cái đó là những cái nên học, bởi nó sát như mình, nó cái phương pháp tạo phước hàng ngày đó. Những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống đó, cái đó là họ làm hàng ngày. Còn người Việt chúng ta thì ít có cơ hội đó. Sáng là họ chuẩn bị 3 món phần đồ ăn để đứng ngoài, thì ông sư đi tới thì họ dâng cho ông sư 3-4 ông, ngày nào cũng được phước bố thí vậy đó. Rồi dâng xong là phải làm sao, nguyện như thế nào, hay là hồi hướng như thế nào. Cái đó mình không có lo để tìm tòi học hỏi, để cho nó làm cái gì nó cũng có đúng như vậy đó. Chứ không phải mình cho không là thôi. Mình cho không là mình có phước, những cái phước đó để làm gì? Mình muốn cho phước cho ai, muốn cái phước đó để làm gì cho mình? Chứ không phải là mình cho không mình có đó, thì cũng giống như là mình gửi tiền trong nhà băng, vài bữa nó cần lấy ra xài, còn không cần chết rồi để ra cho ai đó cũng được. Cái đó là không có đúng. Giới, giữ giới vậy đó. Giữ giới thế nào để gọi là trúng, gọi trong sạch đó. Mình phải học rồi mình giữ giới nó mới trong sạch. Chứ còn mình không học thì làm sao mình giữ giới trong sạch được. Rồi là cái gì cũng phải học hết đó. Mình học thì mới có thể thành công được. Còn nếu không học đó, thì mình làm từ trật này tới trật nọ, thành ra cái luân lưu 3 cõi 6 đường hoài là vậy đó. Học rồi ha. Thành ra là cơ hội ngàn năm muôn thở gặp được Phật pháp thì ráng học những cái điều cần thiết để cho ra nó hướng cái cuộc đời mình nó vậy. Mai kia mốt nọ thì có gặp Phật vị lai thì còn vớt giác được, chứ còn mình học trả cái gặp Phật vị lai thì cũng chẳng làm được gì. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, Nam mô Bích Thà Giá, con kính tri ân Ngài. Con thấy dừng lại cũng đã tri ân Ngài rồi. Dạ, kính mời quý vị trong đạo tràng đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy câu hỏi khác của Tĩnh Lặng ạ. Dạ, con xin đọc. Kính bạch Ngài, con có nghe câu Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Câu này có nghĩa gì, thưa Ngài? Dạ, con kính dâng mít cho Ngài ạ. Nam mô Bố Thầy Gia, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra ăn thua cái người nói chứ mình cũng không có rõ. Cái này trong hệ nguyên thủy thì không có thấy.
Phật pháp như thế dân pháp hai cái nó khác, một trời một vực. Quý vị nên nhớ Phật pháp không có nhiều, dựa vào cái câu mà so khá tô phá quá ta thâm mô đó, Phật pháp thì có 84.000 bài pháp mà thôi. Nên thì 84.000 bài pháp đó, có những pháp Đức Phật dùng cái phương tiện của thế gian để nói câu pháp đó, có những bài pháp đó thế gian không thể biết tới được. Đó, chỉ có những người nào chứng đắc mới biết, rồi được Đức Phật giảng giải nó phải như vậy như vậy ha. Thành ra khi nó bật phá bất đi với dòng pháp, cái đó thì nó không có, nếu mà có đi nữa thì nó cũng không có chính xác. Với Phật pháp là dạy Đức Phật để đi ra, còn thế dân pháp là hành để luân lưu ba cõi sáu đường mà đi xuống nhiều hơn đi lên. Thành hai câu này nó không có giống nhau mà đây nghĩa nó cũng khác nhau. Nằm mộ với thầy dạ, xin lỗi gì để chúng tôi đi uống nước cái đó. Nam mô Bố Thầy chứ, không biết ở xứ quý vị có nóng hay không, chứ để nóng quá là đa số ngậm nhọc củ thiền hết rồi. Nhập củ thiền cho nó khỏe. Rồi quý vị nào có câu hỏi thì cái chat lên Nam mô Bố Thầy chứ. Dạ con kính tri ân Ngài, con thấy tĩnh lặng cũng đã tri ân Ngài rồi. Dạ con thấy câu hỏi của Diễm Nguyên, dạ không biết người ta đúng không, Diễm Nguyên hay Diễm Nguyễn gì đây. Dạ, con xin đọc ạ. Kính thưa sư, nếu mình đến chùa của các cô tu nữ để trai tăng cho thân bằng quyến thuộc đã quả vãng, nếu cuộc trai tăng đó không thỉnh ít nhất 4 vị tăng, thì buổi lễ trai tăng đó có thành tựu không ạ? Kính Ngài giảng cho con hiểu rõ hơn. Kính tri ân Ngài và con xin nhân mít cho Ngài ạ. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra một vị cũng là gọi là trai tăng được chứ không phải không. Chư tăng mình phải hiểu ở đây đó. Tăng nếu để làm tăng sự thì cần 4. Mà chư tăng mà không có nói một cách mà trọng trọng vậy đó, thì quý vị đọc bài kinh lễ bái tam bảo, quý vị thấy tăng có 4 đôi 8 gì đó ha. Một người vẫn là trai tăng cũng là tăng như thường, nên nhớ chuyện đó, chứ không phải là phải 4 người. 4 người trở lên, 5 người, 6 người là dành cho chư tăng làm tăng sự. Mỗi cái tăng sự nó có cần số cái điều kiện, có tăng sự thì 4 vị, có tăng sự 5 vị, mà hoặc là những cái tăng sự tới 20 vị. Thành ra cái chuyện mà mình đến mình dân cúng thì mình nói 3-4 vị thì mình nói có thì tốt, cũng có 1 vị cũng được. Nhưng mà nếu muốn có phước là không phải 4-5 ông sư hay là 4-5 ni cô là mình cúng là mình có phước. Nên nhớ chuyện đó, quý vị nên hiểu cái chuyện mà làm phước đó, cái tác ý phải trong sạch.
Nói cách chung chung là người cho có giới, người nhận có giới là phước cao nhất. Người cho mà không có giới, người nhận có giới thì thấp hơn chút. Mà người cho có giới, người nhận không có giới nó thấp hơn chút nữa. Mà người cho, người nhận không có giới thì cái phước nó rất ít. Nhưng mà cái quan trọng là quan trọng ở cái người dân. Còn cái người nhận đó, trong tiền thân, chúng tôi nhớ tiền thân số mấy, thì có kể cái Đức Bồ Tát đi đi kỳ đó đi thiền làm gì đó, thì thiền bị nạn cái chìm, thì Bồ Tát như mấy người đó bơi vô được cái hòn đảo, thì trên hòn đảo đó có một cái tòa lâu đài sang trọng lắm mà không thấy ai đó. Thì khi mà Đức Phật lên tiếng hỏi thì có một cái người lên tiếng, nhưng mà không thấy ấy đó. Thì Ngài mới hỏi sao cái lên tiếng của ấy, thì người đó nói là tôi không có đi áo gì mặc ra, không có dám hiện ra để cho quý vị thấy. Thì hỏi bây giờ muốn có như thế đấy thế nào, thì nói nếu mà dân có người nào mà có thọ tám giới mà người khác dân cúng được cái gì tới đó thì hồi hướng là tôi nhận được thì tôi mới. Thì trong cái đám đó không ai về thọ tám giới, chỉ mình Bồ Tát thọ tám giới thôi, thành ra người ta mới lấy một cái sắp giải thì bạn dâng cho Bồ Tát, rồi cái Bồ Tát hồi hướng phước báo. Thì cái người đó đó thì theo trong trong cái chuyện tiền thân đó nói là gọi là quê ma ni cả bê tọa bê tạ, quê ma ni cả bê tạ, tức là ngạ quỷ mà có là có trông giống như là có ngồi có ngai đó. Thì cái người đó mới nói là lúc trước ăn cắp đồ để đi làm phước dùm chùm đại khái vậy đó, thành ra mình muốn làm phước tới cái để có đủ phước báo hồi hướng cho ai đó thì người đó phải tám giới trong sạch trở lên, tối thiểu là tám giới trong sạch trở lên. Thì quý vị khi mà làm như vậy thì nó đã có phước rồi, nhưng mà cái quan trọng là có phước là biết cách hồi hướng hay không, chứ không phải là mình tưởng mình có phước là cái mình cái người mà mình muốn đăng đề tăng để giúp họ đó là họ có phước. Không phải, người đó không có phước, mình nhớ chuyện đó, trừ phi mình phải cho. Quý vị coi trong truyện tích truyện của Vua Bình Sa Dương, quý vị sẽ thấy khi Vua Bình Sa Dương nằm mộng thấy mấy ngạ quỷ tới kêu thì Ngài làm phước tối đó nó vẫn về nó kêu nữa, vẫn về nó kêu nữa. Tại sao? Tại vì ông ta đem đỡ kỳ rồi là không có hồi hướng, thành ra vô trình Đức Phật biết ngày mai phải làm phước trở lại. Rồi xong Ngài mới giải câu để đăng nô nhà tiên năng hổ tụ sụ kỳ thảo tụ nhà tại vô đó. Cái tâm mình phải suy nghĩ tới những cái thân nhân đó, rồi mình đọc cái câu đó thì cái người qua giảng nếu mà đang cần cái phước đó thì mới nhận được. Chứ còn mình không cho không ai dám nhận đó. Mà làm phước là phải hồi hướng liền chứ không có chờ. Tại sao chờ? Bởi vì chúng sanh cõi nào nó không có một số cái điều kiện đó. Nó đang ở trước mặt mình mà mình tại mình không thấy nó cần cái phước đó mình không cho đi. Giống như buổi sáng 8 giờ rồi ông sư cũng đi trị bệnh, quý vị thấy ông sư cũng đứng đó rồi quý vị nó ra nó chờ chút con để làm xong rồi ra để bác thì quý vị vô làm gì xong ra ông sư cũng đi mất, không có chờ quý vị đó. Thì cái này cũng vậy, làm phước xong là hồi hướng liền. Cái quan trọng là cái sự hồi hướng, là mình có phước rồi mình phải cho. Khi mình làm được cái phước nó có hai chuyện, nó nhất là cho người và thứ hai cho mình. Cho mình là làm gì? Là mình nguyện cái phước này để hướng dẫn cái sự cho quả của nó như thế nào. Đó. Nó thường thường mình nguyện cái phước này mà tôi làm được đây hãy là mối duyên lành để chấm dứt các ác pháp ngũ ngầm nội tâm đó. Thì đăng mê buôn nhân sẽ bắt khá gia qua hẳn hổ tụ đó. Đó là cho mình. Cho người ta lại đăng nô nha thì năng ngổ tụ sụ cái thảo tụ nha tại vô này, nhớ hai chuyện đó thì cái người đó mới có khả năng nhận được cái đó. Nam mô Bích Thầy. Dạ, con
Dạ, con kính tri ơn Ngài rất nhiều. Nhờ câu hỏi này mà con đã có thêm được sự hiểu biết để thực hiện 10 điều thập thiện cho có lợi ích ạ. Dạ, con kính tri ơn Ngài rất là nhiều. Dạ, con thấy Diễm Nguyên cũng đã sa thú kính tri ơn Ngài rồi. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi của dừng lại ạ. Thưa sư, trong lý duyên khởi đều có nơi mỗi người đang có mặt ở nơi này phải không ạ? À? Dạ con kính dâng mic cho ngài ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nếu mà nói có duyên khởi, có mỗi người trong đây thì không ai có đâu, bởi vì người trong đây là một giới loại chế định. Duyên khởi duyên hệ là nói tới thực tính pháp, vì nên nhớ cho nó để cho đừng có lầm lẫn, nói tới thực tính pháp. Thành ra khi mà mình nói vô minh duyên hành đó, thì nếu mà chỉ vô minh không thì nó chỉ là một loại tâm sở mà thôi, chứ nó không phải là người. Thành ra những cái nhân duyên này đó, nó phát sanh, nếu mà tính chung hết gọi là trùng trùng duyên khởi, thì nó ở mỗi người đều có trùng trùng duyên khởi. Chứ còn nếu mà mình nói một hai duyên đó, thì mình nói người người thì nó không có chính xác. Và duyên khởi duyên hệ đều nói rất là nhiều chuyện trước sau vậy đó, nhưng mà duyên khởi là nói theo chiều xuôi, duyên hệ là nói theo chiều ngược với chiều xuôi. Cái gì hỏi nên hiểu vậy đó, để sau này biết nó như thế nào, duyên khởi là như thế nào. Tại vì có A nên mới có B, tại vì không có A nên không có B. Nhưng mà duyên hệ thì lặp lại ngược chiều, tại vì có A nên có B, tại vì không có A nên có B, tại vì không có A nên không có B, và tại vì không có cả A lẫn B. Đó, bốn chuyện như nhau. Duyên khởi thì chỉ nói chiều xuôi, nhân này cho cái quả là như vậy. Nhưng mà duyên hệ thì nói lại khác người khác nữa, duyên có thể cho cái quả là cái này, tức là nhân sanh trước quả, nhưng mà nhân cũng có thể cho cái quả này đồng sanh, nhân quả đồng sanh, và cũng có thể nhân này đó nó cho cái quả này, nhưng mà cái nhân nó sanh sau cái quả, quả có rồi cái nhân nó mới có. Đó, thành ra đó là những cái chuyện này. Mình đang mình hiểu để hiểu duyên khởi là gì, chứ còn hỏi mà để chơi chơi thì không có lợi ích gì nhiều. Nam mô Bích Hà giá. Dạ, con kính tri ân Ngài, con thấy dừng lại cũng đã tri ân Ngài rồi. Dạ, con thấy câu hỏi khác của không biết Meta đọc có đúng không nha. Vũ Minh Minh hay là không biết Meta đọc cái nick này có đúng hay không, dạ, xin cho biết. Dạ, con xin đọc câu hỏi ạ. Thưa sư, ba cảm thọ, thọ khổ, thọ hỷ và thọ xả. Thọ xả ở đây là như thế nào? Dạ con xin dâng mic cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thọ tức là một sự cảm nhận, và khi mà nói tới sự cảm nhận thì nó cái thọ xả nó là như vậy. Mình đang thọ khổ, cái khổ nó bớt mà nó chưa đủ đủ sức để nó bớt đến nỗi là mình an vui, thì cái đó là xả. Hoặc là mình đang thọ an vui, đang thọ hỷ, nhưng mà nếu cái hỷ đó nó mất thì nó mới xuống thọ khổ, còn hãy nó bớt lần lần thì cái bớt đó đó nghĩa là mình cảm thấy cái hỷ nó không còn nữa, nhưng mà nó vẫn còn, nhưng mà nó không còn nữa, thì cái thọ xả là cái ít khổ hoặc là ít lạc, là nhớ vậy đó. Còn nếu mà nói theo thực tính pháp á, thọ xả tức là nó không có liên hệ gì tới thọ khổ hay là thọ hỷ cả, và nó là một cái sự mà cảm nhận, nghĩa là mình nói là không lạc không khổ. Nhưng mà cái không lạc không khổ là nói với cái Phật bậc mà tứ thiệt là cỡ tứ thánh quả đồ chơi, chứ còn mình nói theo cái kiểu người mà thọ nhận cái đó đó
cảm nhận cái thọ đó đó, tức là thọ xả, tức là ít khổ trong lúc mình đang thọ khổ, tức là xả, hoặc là mình đang thọ ấy nhưng có thể nó bắt đầu nó suy, là nó mòn, tức là nó không còn đủ năng lực để mình cảm thấy an lạc nữa, thì là thọ xả. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, yeah. Con kính tri ân Ngài ạ. Dạ, con thấy Vũ Minh Minh cũng đã xa thú lành thai rồi. Dạ, kính mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy câu hỏi khác của tỉnh. Kính bạch Ngài, người Phật tử nên hiểu về lễ Vu Lan như thế nào ạ? Dạ, con kính dâng mic cho Ngài. Nam mô Bố Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Lễ Vu Lan là cái truyền thống của người Tàu, nó không có liên quan gì tới Phật tử hết á. Còn người Phật tử muốn làm lễ Vu Lan nên làm lễ như thế nào thì chúng tôi xin thưa là mỗi ngày đều là ngày lễ Vu Lan cả. Mình còn cha còn mẹ thì ngày nào cũng phải nghĩ tới cha mẹ, ngày nào có cơ hội là phải tới xong sát trong hỏi cha mẹ, ngày nào cũng là ngày Vu Lan cả, chứ không phải tới một năm mới làm một lần. Quý vị lấy mình để làm tiêu chuẩn thì biết, nếu quý vị có con mà một năm nó cho ăn một lần thôi thì quý vị chửi nó nát vách luôn ha, mình còn sống rồi đó. Chứ còn mà mình ăn mỗi ngày mà mình tới chừng mình nhớ tới cha mẹ mỗi năm nhớ có lần cho ăn có lần này thôi như không, phải không? Thành ra người, nếu là người Phật sự tử tới cận sanh Phật tử nên hiểu lễ Vu Lan là ngày nào cũng là lễ Vu Lan của con đối với cha mẹ cả. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ, con kính tri ân Ngài, cũng nhờ câu hỏi này con hiểu thêm được về ý nghĩa của lễ Vu Lan ạ. Dạ, con kính cảm ơn Ngài rất là nhiều. Dạ, con thấy tĩnh lặng cũng đã xa thú, xa thú. Kính tri ân Ngài rồi. Dạ, kính mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, hôm nay liên qua vào đạo tràng có thắc mắc gì không? Xin đặt câu hỏi ạ. Dạ, một lần nữa, Meta kính mời quý vị trong đạo tràng đặt câu hỏi.
Dạ, một lần nữa mà ta kính mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy câu hỏi của Tĩnh Lặng. Kính bạch ngài, làm sao để chúng con giảm bớt được tâm tham ái thưa ngài? Dạ, con kính dâng mít cho ngài. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Kỳ Tổng Hiền Giả. Kính thưa chị quý vị, thật sự ra đó mình có ba cái pháp mà hàng ngày nếu mình làm thường thường thì mình giảm rất nhiều loại phiền não, trong không phải một loại. Mình bố thí tức là mình giảm được cái lòng bõn sẻn, cái sự tham lam của mình giữ giới, tức là mình làm cho cái tham mà nó tương đối, nó vi tế hơn, nó không mất, nó cũng bớt. Nhưng mà nếu mình hành từng chỉ hay là thiền minh giác á, tức là nó giảm nhiều, giảm tới tới cái mức có thể là triệt tiêu nó được. Và là những cái pháp thông thường hàng ngày nếu mình làm nhiều thì mấy cái đó là nó bớt một lần, cho nó không có ấy được. Còn tại vì mình không có chịu hành theo những cái pháp mà Đức Phật dạy mình đó, trong 10 phương pháp tạo phước đó, quý vị thấy không? Quý vị làm bất cứ cái gì đi nữa thì cũng cũng làm cho cái phiền não nó giảm hết á. Nó giảm. Ví dụ như vậy nói cái dễ hiểu là mình nếu mà mình thì mình bố thí thì mình giảm được cái tham bình thường thôi. Nhưng mà tại sao mình giảm được cái tham nó vi tế hơn? Thầy thưa quý vị đó, quý vị biết, quý vị giữ giới tức là quý vị đã làm cái việc bố thí này vĩ đại hơn hơn là cái bố thí thông thường. Bởi vì khi mà quý vị quyết định không có giết, tức là quý vị đã bố thí mạng sống cho một chúng sanh khác. Thành ra mỗi lần quý vị giữ giới tức là quý vị đã làm cái tâm nó có năng lực nhiều hơn cái bố thí bình thường. Mà khi mà có năng lực nó lên lên như vậy đó thì cái không phải tham không mà tham sân si nó cũng sẽ giảm bớt lần lần, giảm cho tới khi nào mình có khả năng mình thành thiện, mình sát, mình đúng mức đó, thì lúc đó mới là bứng nó được, bứng 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 triệt tiêu nó được. Chứ còn nếu không thì có lẽ chờ kiếp sau tiếp tục. Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ, con kính tri ân ngài, con thấy Tĩnh Lặng cũng tri ân ngài rồi. Và dạ, con thấy câu hỏi khác của Vũ Minh Minh. Thưa, tứ tuệ phân tách của Phật là gì thưa sư? Dạ, con kính dâng mít cho ngài. Nam mô Bố Thầy Gia, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, tứ tuệ phân tích là bốn cái pháp nó có một cái vị mà đắc quả tứ thánh, mà thành phải hành trong nhiều đời nhiều kiếp để được. Tức là thứ nhất là tại biết về nhân, cái thứ hai tại biết về quả, cái thứ ba là bà tỳ sẩm, thứ nhất là tham má sẩm bà tham má bà tỳ sẩm với thấp, cái thứ hai là ắt thà bà tỳ sẩm với thấp, cái thứ ba là bà tỳ pha na pha ná, tức là cái khả năng đối đáp, cái thứ tư là ni rút tỳ bà tỳ sẩm với ta, tức là cái khả năng về cái ngôn ngữ. Đó là bốn cái tuệ đó, bốn cái loại tuệ nha. Thế là từ một cái những cái gì mà đầu tiên mà đi Đức Phật biểu đi truyền bá giáo pháp đều có thuộc loại là tứ tuệ phân tách là A La Hán hết đó, bà tỳ sống Phật, bà tỳ sống với tháp Bạch Tạ A La Hán Tạ. Thành ra ngài có đủ khả năng đó, thành khi mà đi tới cái nơi mà cần phải đối đáp, cần phải tranh luận thì không thua hết.
mà cần phải dùng cái ngôn ngữ để mà có thể diễn giải những cái điều mà vi tế nhất của kinh điển thì ngài vẫn có thể làm được. Cái đó, cái về phương diện ngôn ngữ gọi là niruti, mà về phương diện mà đối đáp này kêu là patipanna. Còn hai cái đầu tiên là thầm má với attha. Thầm má là chỉ cho nhân, attha chỉ thì thầm má chỉ cho quả, mà attha chỉ cho nhân, tức là bốn cái loại thì đó thì của Đức Phật là số 1. Còn bậc tứ thánh quả đó, có ba, thường họ chia làm ba. Thứ nhất là tam minh, thứ hai là lục thông, và thứ ba là tứ tệ phân tích. Và như vậy đó, thì có những cái vị a la hán tạo ba mặt nhiều đời nhiều kiếp mới được cái đó. Còn Đức Phật tất cả hoặc toàn giác đều được có hết. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân ngài, con thấy Vũ Minh Minh cũng đã xà thú, cảm ơn sư. Dạ. Dạ, nhân cái câu hỏi của Tĩnh Lặng hồi nãy thì con cũng có một cái thắc mắc nhỏ là xin ngài giảng giải cho con, là kính bạch ngài thì làm sao mà cũng con phải làm sao để giảm bớt được cái tâm sân ạ. Dạ, xin ngài giảng dạy cho con. Nam mô Bố Thầy, giá kính bạch chư tôn hàng giả, kính thưa chư vị, thì nãy chúng tôi nói rồi đó, mình chỉ cần hành những cái pháp thông thường mà mình hành thôi là đủ, là nó giảm bớt chứ có ở đâu, thấy không, chứ đâu cần gì phải làm gì nhiều. Nghĩa là nếu mình có khả năng thì mình làm 10 cái phương pháp tạo phước đó, làm cho đầy đủ thì nó tốt nhất. Còn nếu không thì chỉ cần ba cái tóm tắt là bố thí, trì giới với tu tiến là được rồi đó. Có ở đâu mà mình ấy, chứ còn bây giờ mình chờ tới cái gì nữa mà mình mới làm, phải không? Nghĩa là nói bố thí là tham cũng được mà cũng có sân, chứ bây giờ cái người đang sân mà đi cho ai cho gì, à không, mình thế giới, lúc mình thế giới mà mình có sân này thì mình làm sao mình con xin luôn giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh được. Thì cũng những cái pháp đó bình thường là những cái pháp căn bản, 10 phương pháp tạo phước là quý vị có thể tạo được rất nhiều chuyện đó, mình nói cái thông thường. Còn những cái mà muốn lên thì mà mới cần đi những phương pháp cao siêu, một pháp cao siêu thì cũng nằm trong những cái đó đi lên mà thôi. Bởi vì ba cái điều mà tóm tắt trong 10 phương pháp tạo phước đó là bố thí, trì giới với tu tiến. Tu tiến là gì? Mình đừng có hiểu cái chữ tu tiến ở đây đó, Phawana đó là phải tu thiền, tu đồ, không phải. Chữ tu tiến trong bố thí, trì giới với tu tiến đó, tu tiến tức là gì? Làm tiến bộ cái pháp mà mình đã và đang làm. Ví dụ như hồi xưa mình bố thí cỡ đó, giờ mình làm sao nó tiến bộ thêm lên hoài. Hồi xưa mình giờ mình giữ giới, nó lương chừng cỡ nào mình làm là thế nào cho tới cái giới mà nó trong sạch. Thì cái đó gọi là tu tiến. Còn khi nào mình có khả năng thì cái tu tiến nó mới lọt vào được thiền chỉ. Nếu mình có khả năng đầy đủ một số cái điều kiện thì mình mới dựa vào cái 140 đề mục để mình hành. Đó là tu tiến về thiền chỉ. Hoặc là mình hành học lên, mình hành thiền tứ niệm xứ là tu tiến thiền minh sát. Thành ra chữ tu tiến đó nghĩa là đa ná, là sĩ lá, là pha quá na đó. Chữ tu tiến vô đó có nghĩa là kể cả bố thí trì giới nó, chứ không phải là kể cả thiền không. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, kính chào huynh Thinh Thông đã vào đạo tràng, huynh Minh Tâm đã vào đạo tràng. Dạ, bây giờ vị nào có thể thay thế dùng Metta làm thị giả cho ngài không ạ? À? Dạ, xin cho biết để Metta nhường mic cho quý vị ạ. À. À, Metta xin kính mời huynh Thinh Thông nha. Không biết huynh Thinh Thông có nghe được âm thanh của Metta không ạ? À? Dạ, không thấy.
tín hiệu gì hết. Dạ, kính chào Huynh Minh Tâm. Không biết Huynh Minh Tâm có nghe được A không? Không biết. Dạ, cảm ơn Huynh Minh Tâm. Huynh Minh Tâm có thể tiếp tục làm thị giả thế cho Mata được không ạ? À? Xin cho biết. Để Mata nhường mic cho Huynh Minh Tâm. Dạ, Mata nhường mic cho Huynh Minh Tâm nha. Dạ. Huynh Minh Tâm đã bận chút. Dạ, vậy kính mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, Huynh Thinh Thông hôm nay vào đạo tràng chắc là cũng có nhiều thắc mắc. Xin Huynh Thinh Thông đặt câu hỏi nha. Dạ, kính mời. Dạ, con thấy câu hỏi của Vũ Minh Minh, con xin đọc. Thưa sư, dục bộc lưu, hữu bộc lưu là gì thưa sư? Dạ, con kính dâng mắt. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chữ bộc lưu thường thường cái chữ này từ dịch từ chữ ô khá. Ô khá là dòng nước xoáy hay dòng nước lũ. Mà sao có trong sách Việt Nam này dịch bộc lưu. Ừ. Thì nó có bốn loại tất cả. Mẹ cười, để chúng tôi nhớ được. Tự nhiên là hỏi bộc lưu không biết đường đâu mò. Tại vì chúng tôi học từ tiếng Thái ra để nhớ là cái nó là cái gì. À, bộc lưu là dòng nước xoáy hay là dòng nước lũ. À, nhận chúng sanh trong mọi cái gì. Trong dục bộc lưu tức là ở đây dục là chỉ cho tham, tham tham. Còn hữu bộc lưu thì phá quá, phá vô khá, phá vô khá, phá vô khá là hữu bộc lưu, hữu bộc lưu. Tức là mình có bốn cái mà dòng nước lũ. Như trong cái câu này chúng tôi nhớ lại trong cụ pháp cú 370 có nói tới là đoạn năm từ bỏ năm tu tập năm, cắt đứt năm thì vừa khỏi bộc lưu. À, bộc lưu là tức là dòng nước lũ, dòng nước xoáy, dòng nước lũ, dòng nước xoáy. Mà ở đây đó thì cái vị này hỏi là dục bộc lưu tức là tham, hữu bộc lưu, hữu phà quá tức là hình như tà kiến này vậy. Nhưng hỏi cái này cái bộ nguy hiểm mà. Cái bộ cái trí óc vậy nó bị cái gì đó. Bây giờ chờ cho chúng tôi dễ, chúng tôi nhớ một chút. Rồi bây giờ chờ.
Dạ, con không nghe được âm thanh của ngài. Dạ, máy của máy ta không thấy bàn tay của Quỳnh Kinh. Dạ, xin lỗi nha. Dạ, bây giờ kính chào Quỳnh Kinh. Dạ, hôm nay Quỳnh Kinh vào tràng chắc là cũng có nhiều câu hỏi lắm. Vậy kính mời Quỳnh Kinh nha. Dạ, mẹ ta xin nhường mic cho Quỳnh Kinh. Dạ, mẹ ta xin nhường mic cho Quỳnh Kinh nha. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa chư vị. Nhớ không được rồi, nhớ không được. Để về coi, để coi lại cái gì hỏi từng tới ấy rồi. Còn có thần thông với kinh Miêng Đà muốn hỏi gì hỏi trước đi, còn cái kia là tự nhiên cái tâm nó nghĩ không ra. Nam mô Bố Thầy á. Dạ, vậy mấy ta kính mời Quỳnh Kinh nha. Mấy ta nhường mấy Quỳnh Kinh đó. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, kính lễ Thượng Tọa Lương Tâm, kính lễ Sư Trí Đức cùng chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý vị. Câu trước thì chịu khó chờ sư về ngâm cứu lại một xíu, lâu quá quên Phật pháp thì khó nhớ nhiều khi cũng lộn xộn. Thì lên tính nãy thấy kêu cô mấy ta lên réo tập lum, không ai cứu bộ cho nên mình tính lên cứu bộ chút gì thôi. Thôi thì sẵn vấn đề này con cũng xin hỏi sư về vấn đề mà tu về tứ niệm xứ, tiếp tục vấn đề đó hấp dẫn, đề tài hấp dẫn. Thì khi mà mình nói về tứ niệm xứ tức là luôn lấy cái chữ niệm làm chính. Thì theo như cái chữ niệm này, theo như sư thì mình phải nên hiểu như thế nào được gọi là một người coi như là về pháp đầy đủ, như thế nào gọi là đầy đủ niệm. Trong kinh Đức Phật cũng có nói như người tu có đầy đủ niệm sẽ như thế nào đó đó. Thì theo như sư làm thế nào để mình biết được gọi là đầy đủ niệm, gọi là tròn đủ niệm. Con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư hồng hèn, dạ kính thưa chư vị. Thầy là nhớ rồi, thì trả lời câu hỏi của Vũ Minh Minh giờ chúng tôi mới nhớ câu Bali này. Nó hơi dài đó, chúng tôi không có đọc Bali mà chúng tôi chỉ giải thích cái chữ hữu bộc lưu, đó là thích thú vào những cảnh giới tái sanh trong tương lai. Chữ hữu đây, cái phá hóa đây chỉ cho nghiệp mà mình tạo cái nghiệp rồi mình thích thú. Ví dụ như mình nghe nói người ta cái cảnh giới đó đã quá, cái mình có cái tư tưởng mà để làm gì đó là nguyện sanh vào cảnh giới vậy vậy đó, tức là thích thú vào những cảnh giới tái sinh trong tương lai gọi là hữu bộc lưu. Cái này được giải thích trong bộ pháp tụ, cái này được giải thích trong bộ pháp tụ á, chứ văn tắt kia đây còn không, để chúng tôi coi lại cho kỹ rồi sau này sẽ ấy. Hy vọng cái gì cái là Vũ Minh Minh đang nghe về bao nhiêu đó ha. Bây giờ đó mình nói về phương diện mà tứ niệm xứ đó, quý vị nên nhớ nó có ba cái pháp. Thứ nhất là a ta bi sam pa cha no sati ma, thì a ta bi đó thường dịch là nhiệt tâm. Nhưng thưa quý vị đó, chữ a ta chỉ cho bốn chuyện, là muốn hiểu được cái chữ a ta bi thì phải chỉ cho bốn chuyện. Thì bốn chuyện đó tức là tứ chánh cần. Còn cái chữ mà sấm bà cha nô đó thì nó cũng chỉ cho bốn đó.
bốn chuyện thì mình biết là nó cái sẩm bạch sanh giá đó, tỉnh giá nó có bốn chuyện. Thứ nhất là sạp thật cả sẩm bạch sanh giá, cái thứ hai là sập ba giá sẩm bạch sanh giá, và thứ tư là khô cho lá sẩm bạch sanh giá, cái thứ ba là khô cho lá sẩm bạch sanh giá, cái thứ tư là sẩm mô hạ sẩm bạch sanh giá. Thì trong bốn cái này đó, thường thường cái kỳ rồi mà huynh Thành Tông hỏi đó, thường thường người ta không có để ý cái bốn, là người ta cái dịch cái chữ sẩm bạch sanh giá giống như huynh hỏi kỳ rồi đó, nghĩa là vì bây giờ có chữ nào quen dịch là dịch như vậy đó. Nhưng mà nên nhớ đó, bốn cái sẩm bạch sanh giá đó không phải nở trong cái mục sẩm bạch sanh giá không, mà nở từ niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cả bốn. Tại sao phải có cả bốn? Tại vì cái thứ nhất là sạch thật cả sẩm bạch sanh giá, tức là tỉnh giác đó, nghĩa là biết gì thấy rõ điều lợi nên làm và điều bất lợi không nên làm. Thí dụ như mình đi kinh hành, nó cũng có những cái điều mà mình cần phải biết rõ, nên đi, nên quan sát, nên làm cái gì đó. Bởi vì mình đi không phải là mình nhìn cái chân không, mà nhìn phía trước hay sao để khá đẹp. Cái thứ hai đó là sập bay giá sẵn bạch sanh giá, nghĩa là phải có sự tỉnh giác đúng lúc đúng chỗ, chứ không phải là mình, nghĩa là mình phải nhìn cái ngay cả mặt đất mà mình để mình đi nữa, chứ không phải là mình muốn đạm sao muốn bước sao bước. Cái thứ ba khôi ra sẵn bạch sanh giá, tức là hình cảnh tỉnh giác, tức là quan sát những đối tượng xung quanh để biết rằng có những đối tượng nào mà mình cần để ý và đối tượng nào nên bỏ qua, bởi vì nó có thể nó làm cho cái tâm mình nó bản trở một số cái chuyện mà khi mình thấy đối tượng đó ra, tự nhiên mình đương đi kinh hành mà mình dốc té thầy con mắt mình nó đập vô cái đối tượng mà mình quá ghét và quá thương, ví dụ vậy, gọi là hình cảnh tỉnh giác. Cái thứ tư là bất mùi tỉnh giác. Bất mùi tỉnh giác ở đây đó là không có, nghĩa là không có bị phóng vật như vô kiếm chuyện, không bị phóng vật vô kiếm chuyện. Bởi vì nó có hai cái chuyện, là lúc đó thì mình có niệm rồi, thành ra mình không có sao, nhưng mà phóng vật nó vô được là tại vì lúc đó cái tâm nó bị cái, thành ra cái định nó yếu thì phải phóng vật nó vô liền, thành ra khi nào mình có được cái bốn trong cái điều kiện này rồi đó, là sự có sự tỉnh giác để nhận biết điều lợi ích, có sự tỉnh giác để biết chỗ thích hợp, hay có sự tỉnh giác ấy đó, không nhầm lẫn trong mọi thứ, rõ tất cả hành động theo nghĩa Pali là thức giả, nên ý nên hiểu cái sự sáng suốt đó trong tất cả động tác, trong tất cả tư thế, trong đề tạng thức của cái thân bạn đang làm gì đó, thì lúc đó được gọi là niệm hoàn hảo, đi chung với sẩm bạch sanh giá là trí tuệ. Đó là câu trả lời câu của Huỳnh Kinh còn muốn hỏi tiếp, còn không hay nhờ cho Thịnh Thông. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, xà thú. Dạ, rất là tuyệt vời nha. Dạ, quý vị. Dạ, quý vị dân bông cúng dường sư cái câu này quá hay. Sư trình bày câu này đúng là hoàn hảo về cái chuyển niệm. À, rất là tuyệt vời. Dạ, xà thú. À, thì theo như sư nói trong cái tỉnh giác nó có bốn điều như vậy, nên con hỏi tiếp sư cái vấn đề mà khi mà mình nói mà tỉnh giác mà những cái điều mà nên và những điều không nên, thì bây giờ ví dụ như một người ngồi mà đang quán niệm về hơi thở, thì hơi thở vô thở ra thì biết vô, thì theo như cái vấn đề này chỗ nào là nên và chỗ nào là không nên, đúng hay đúng lúc, nói bây giờ con cùng lãnh sư giải thích cho rõ ràng vậy, để Phật tử được quan hệ. Dạ, nam mô Thầy. Nam mô Bổn Tại Gia, kính chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái sự tỉnh giác trong lúc mình nhìn hơi thở trong quán thân đó, nên nhớ cái hơi thở trong tứ niệm xứ là nó có thể bốn chuyện trong đó. Thì bây giờ đó, trong khi mình đang dùng cái hơi thở để mình niệm quán thân, tức là mình niệm cái sự tiếp xúc hay gì mình nhìn nó như thế nào đó, nhưng mà một cái điều gì đó nó làm cho, thí dụ như mình cảm thấy nghĩa là an vui hay là gì đó, thì cái đó cái an vui đó mình nên nhận thức để
nghĩa là nên biết mà không có không tiếp tục cái hơi thở, nên biết cái đó hay không, hoặc là không nên biết, bởi vì có những cái mà nó tiếp xúc thắc mắc tai mũi lưỡi mình thành một cái đối tượng đó, có những khác nó vẫn vô được như thường, mà nó vô nó đủ mạnh hay không đủ mạnh, mà cái người đó lúc đó là phải có cái tỉnh giác, có niệm và có sự tinh cần để biết rằng nên hay không nên đó. Chứ đâu phải là mình nhớ là đó. Cả cái ngũ ngũ căn, cái lục căn của mình đó, bất cứ lúc nào cũng có cái vật nó vô tiếp xúc hết đó, thành ra cái nào mình nên nên dời qua cái đối tượng đó, hoặc là mình vẫn tiếp tục ở cái cũ, là nên không nên là như vậy. Bất cứ trong mọi trường hợp, cái nào cũng có nên hay không nên đó, đó chứ không phải là không nên. Nên thành ra cái nên hay không nên nó cái đó rất là quan trọng cho tất cả mọi cái hành động trong lúc mình hành thiền tứ niệm xứ, chứ không phải lúc nào mình tưởng mình ngồi nếu mình thở, cái tâm ở trong hơi thở, lúc đó mình đâu còn hành thiền tứ niệm xứ nữa, mình không biết gì hết là mình đắc định là sao, phải không? Thành ra như vậy đó, những cái gì mà nó vô nó xúc tới những giác quan khác là cái điều nên cũng là nó một cái thật. Con kính tri ân Ngài. Dạ, tiếp ạ. Dạ, Metta xin kính nha. Dạ, ủa nãy giờ nói bị bấm mất thở, nó không ăn như vậy. Dạ, sorry. Dạ, xa thú, dạ, sư trả lời câu rất là tuyệt vời nha quý vị. Dạ, dâng bông hoa cúng dường lên tường tọa Lữ Tông để được nhiều phước báo, dạ, rất là xa thú câu này. À, thì thưa sư, trong cái vấn đề hơi thở này đó, con thấy vấn đề giống như là mình nói về tu, là về nhập xuất tức xuất niệm á, thì khi mà trong kinh Đức Phật nói tu cái này mà được làm cho sung mãn thì theo như cái chữ sung mãn này mình phải nên hiểu như thế nào, tức là thở mạnh thế gì, hay là sáng là có cảm giác như là nó mạnh bạo, thì theo như cái từ này trong Pali như thế nào mà người ta dịch là sung mãn, hơi thở vào ra được sung mãn. Dạ, từ quan hệ thêm cho này ạ. Dạ, kinh bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, cái biết hơi thở dài hay ngắn hay là cái gì, bất cứ cái gì là dựa vào đâu nên biết hơi thở đó dài hay ngắn? Làm dựa vào cái niệm mà nó nhìn ở nó ở đây, là cái niệm đó nó nằm trong cái sự tiếp xúc ngắn thì cái hơi thở đó ngắn, dầu rằng dài ra ngắn. Thành ra khi nào cái niệm mình đủ mạnh nên biết tất cả những cái chuyện trong lúc hơi thở mình dài trong đầu đuôi khúc đầu khúc giữa khúc gì đó, mà cái niệm mà nó không bị lung lạc, cái đó là sung mãn đó. Sung mãn đối với cái pháp quan sát chứ không phải đối với đối tượng. Cái hơi thở chỉ là đối tượng thôi, nhưng mà cái những cái pháp mà quan sát cái đối tượng đó, tức là atabi sampa sa no satima đó, nó biết liên tục từ đầu tới đuôi, đầu đầu đoạn giữa gì, kinh điển nói sao của ngài nó biết đầu đuôi vậy, thì cái đó được gọi là sung mãn chứ không phải là hơi thở mạnh hay yếu. Sung mãn ở cái pháp biết chứ không phải là ở cái pháp bị biết. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Dạ, xa thú.
kính thưa chư quý vị. Chữ viên mãn ở đây viên mãn có bốn cái chuyện đó, là khi mình nhìn cái hơi thở mình có thể mình nhìn thở qua niệm thân, qua niệm thọ, qua niệm tâm, niệm pháp. Nhưng mà thường thường nếu mình ở trong cái niệm thân không đó thì không thể thành dầu một gì đó. Nếu không cái foundation đó đó, niệm thân không hay là niệm thọ, niệm tâm, niệm mỗi cái đó thì không thể gọi là viên mãn được. Mà mỗi một đối tượng đó có thể nhìn cả bốn cái chuyện đó hoàn hảo và viên mãn đó. Nhiều lần là một đối tượng đó có thể quan sát cả bốn điều kiện đó, chứ không phải là mình quan sát ở cái chỗ này chỗ nọ được. Ví dụ như hơi thở có thể quan sát thân, dùng thân để quan sát hơi thở, dùng thọ, dùng nhiều quan sát hơi thở. Cái thứ hai đó, trong trường hợp ví dụ như bây giờ mình nói thọ đi, mình có cái thọ quán thân được không? Vẫn được, quán thọ vẫn được, quán tâm vẫn được, quán ý vẫn được. Mà nếu mà một đối tượng nào mà xuất hiện ở trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình đó, mà mình đều có cái atabi sambhasano satima để quan sát đầy đủ như vậy đó, thì mấy cái đó mới gọi là viên mãn trong tứ niệm xứ. Chứ còn không mình từng cái là không có viên mãn được. Đấy, nó chưa đủ năng lực, dầu rằng chỉ cần một trong bốn cái đó mình viên mãn một cái có thể đắc được đạo quả. Nhưng mà người viên mãn được một cái niệm thân không kể như là viên mãn cả ba cái kia nữa, chứ không phải là không. Bởi vì mỗi cái nó có cách quán riêng, cách quán riêng. Mà một đối tượng xuất hiện đều có khả năng quán đủ cả bốn hết á. Thành ra hồi nãy có cái ai hỏi cái nói là về trong đường thiền dạy cái này nọ đó, chúng tôi mới là chúng tôi không có biết được cái chuyện ở chỗ này phải niệm thân, chỗ này niệm thọ, không có. Bởi vì trường thiền nào cũng nói là thiền tứ niệm xứ, bất cứ một đối tượng nào đều có thể quan sát được cả bốn chuyện hết á, bất cứ đối tượng nào. Ngay cả anh dòng trong những cái câu hoàng thượng chúng tôi hay thí dụ để quý vị biết đó. Ví dụ là Dominat sa ga tăng đích thì bà tì cá sẵn bà dốt tăng à sẵn cá đi căng là cái thí dụ Dominat sa ga tăng á, tức là mình đang niệm thọ, nhưng mà bà tì cá sẵn bà tư tăng thì lúc đó mình đang niệm tâm, mình nhớ chuyện đó. Mà trong cái niệm tâm nó bao gồm cả niệm pháp trong đó nữa, thành ra chỉ cần một cái đối tượng mà mình quan sát đầy đủ trong niệm thân được coi là sung mãn trong cái chuyện quan sát cả bốn cái foundation đó. Nam mô Bích Thầy á. À, xa thấu là đúng, là câu trả lời của sư rất là tuyệt vời, đúng là viên mãn cả tứ niệm xứ chứ không phải là viên mãn một. Nhưng mà giờ để theo như sư nói, vấn đề mà trong một đối tượng mà có đầy đủ cả bốn, bây giờ mình đi vào cái thực tế này, mình nói thẳng vào cái thực tế. Chẳng hạn như giờ mình nói một đối tượng là hơi thở, thì theo như vấn đề mà khi một người niệm hơi thở thì người ta đang quán thân, thì theo như vậy thì sư giải thích dùm như thế nào là trong hơi thở là thấy được thọ, thấy được tâm, thấy được pháp trong hơi thở, mà thấy như thế nào ngay trong cái thực tế một người đang tập. Dạ, con cũng thỉnh sư giải thích cho nó rõ ràng để Phật tử được quan hỷ hơn ạ. Tại vấn đề này cũng không phải dễ hiểu. Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn này chư quý. Trong lúc mình quan sát hơi thở nó tiếp xúc vào cái thân nha. Bởi vì chữ niệm đây có nghĩa là về những đối tượng liên quan tới thân, chứ không phải là, mà chữ thân đây không phải là cái thân này, nên nhớ cái chuyện đó nha. Thân là cụ cộc cộng a giá, cụ là những cái gì mà nó tương đối là tập hợp cái gì mà nó tào lao. Rồi bây giờ mình đang nhìn như vậy đó, mình nhìn từng vài giây thôi, nói lâu quá thì có chuyện khác rồi, vài giây thôi mình có thể thoải mái không đó. Lúc đó nếu mà nên hay không nên là cái chỗ đó mình thấy, thì mình nhìn qua đó là mình niệm thọ gì nữa đó. Bây giờ mình đang thở ra thở vô rồi mình thấy thoải mái vậy đó, cái tâm mình nó có thỏa thích không? Không. Đó, cái tâm mình nó thỏa thích, mà khi mà thỏa thích với cái tâm nào? Ví dụ thỏa thích với cái tâm tham này nó phải là triền cãi không?
thì có đủ bốn chưa? Bất cứ đâu được nào đều được, có đủ bốn, cả cả bốn này có thể hành thiện tứ niệm xứ được cả bốn cả, không có cái nào mà không làm được cả. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú sa thú. Dạ, kính tri ân Thượng Tọa Quý Tông, rất là tuyệt vời. Dạ, xin quý vị dân hoa cúng dường lên Thượng Tọa nhân lực quan hỷ. Quý vị nào có muốn hỏi thì cái giơ tay hoặc là chat lên nha, để hỏi để chúng tôi tránh cái thời gian mà bị khoảng trống, là cố gắng hỏi sư để cho chúng ta được học thêm, là môi ruột môi gan sư ra để học thêm những được chiêu. Dạ, thì để trở lại vấn đề này, và con xin hỏi sư về vấn đề mà khi mà nói về cái cảm thọ như sư nói đó, vì trong kinh là gì vậy, là nói vấn đề này thì theo như sư thấy mình phải hiểu như thế nào. Ví dụ cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, thì theo như vấn đề này con thấy làm sao, thì cảm giác hỷ thọ thì có cảm giác hỷ thọ thì mình quán hỷ thọ cho mắt nói gì tôi sẽ thở vô. Dạ, thì vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Nghĩa giải thích một cách kỹ lưỡng cho Phật tử được học hỏi ạ. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn hiền giả, cái kính thưa chư quý vị, cái câu đó có nghĩa là mình được cái cảm thọ đó qua qua hơi thở, chứ không phải là mình làm cả hai chuyện. Nên nhớ chuyện đó, bởi vì mình mà buông cái này thì nó trở thành cái kia đó. Thì mình cảm giác cái đó, bởi vì đầu nhiều khi nó phải nói chứ, nhiều khi dịch đó, cái lối dịch đọc mình rất là khó hiểu, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, cái đó là mình dịch, cái đó là rất là khó hiểu nha. Mình chỉ cần biết mình trong cái hơi thở mình nó có cái đó, trong cái hơi thở mình nó có cái đó, có cái sự tiếp xúc đó, có cái đó, có cái đó. Bởi vì trong chúng tôi nói nhiều lần á, trong Pali có 12 cách chính, là 40 tới 48 cách phụ ấy, về phương diện nói, phương diện mà dùng từ ngữ đó. Nên nhiều khi mình dịch á, là mình dịch cái ngược, nhưng mà mình phải hiểu ngược lại cái ngược đó thì nó mới đúng, phải không? Mà đa số mình nói cái câu mà chúng tôi thí dụ thường dễ hiện nấu cơm là mình nói sai nhiều lần lắm mà mình đâu có biết. Kinh Milinda mà đi về làm kêu bà xã nhà Honey nấu cơm trưa, trưa thì bà nó đang nấu, hỏi nếu mà rồi bà lấy cái gì nấu, bà lấy gạo, tức là tại sao huynh kêu bà đi nấu cơm mà bà lấy gạo, huynh không rầy bà, thấy không? Tức là huynh muốn có cơm nhưng mà huynh kêu người ta đi nấu cơm, tức là nói tới cái quả đó, muốn đi nấu là phải nấu gạo đó. Hoặc là ngược lại, cái thấy mình cũng vậy đó, mình nó thấy cái đó là không phải, không có cái gì thấy cái đó cả, chỉ có sự tiếp xúc giữa một số cái điều kiện mà thôi. Dù số điều kiện thôi, thì cái này cũng vậy, tiếp xúc giữa cái điều kiện thành ra cái ấy vậy đó. Thành ra thường thường mình dịch rồi cái mình theo cái đó ra mình không hành thiền tứ niệm xứ thì được là vậy đó. Cứ là nó đi biết đi, ngồi biết ngồi. Thực sự ra mà mèo heo là cũng biết đi biết ngồi, lẳng lẽ nó cũng biết hành thiền tứ niệm xứ à, phải không? Thành ra khi mình dựa vào những cái câu dịch vậy rồi cái mình cho hành đó, đi tôi đi biết là đi, tôi đứng biết đứng, rồi ngồi biết là thôi, cái đó để làm gì, rất là chuyện vô ích. Bởi vì khi mình học mà cái bốn cái điều kiện trong cái sẵn mặt sanh giá này rồi đó, mình mới thấy rõ ràng những cái nhiều cái câu dịch mình xài không có được, xài không có được. Bởi vì họ dịch một bên mà đáng lẽ mình phải hiểu một bên, nhưng mình không có thăng để hiểu một bên. Họ dịch nghe một đoạn mình, họ bắt mình hiểu thêm một đoạn nữa, nhưng mình không có khả năng ở đó, thành ra mình cứ dựa vào đó nha, dựa vào đó. Bây giờ hỏi cái đa số là cái thở vô dài, biết thở vô dài, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Hỏi tại sao biết được ngắn dài đó, nếu mình không học cái biết là do cái nhờ cái niệm thì làm sao mình biết được cái đó, là làm sao biết được ngắn dài. Thì cái trường hợp này cũng vậy, nghĩa là được cái đó tôi thở vô, nghĩa là trong lúc cái hơi nó đang chuyển động vậy đó, thì cái thân mình thọ cái đó, chứ không phải là mình làm cái đó, mình đâu có làm vậy đó, lúc đó mình ở đâu nữa làm,
không có mình đâu đó, khi mà hạ thủ công phu thì thở chỉ có danh sắc mà thôi, cái gì biết ta bi sẩm ba chi tê nô xà tê ma, biết cái gì thân thọ tâm pháp vậy thôi, là nó có dịch đến mấy giờ coi chừng, càng đọc càng hiểu sai ra rất là sai. Bởi vì người ta ngôn ngữ nào cũng vậy, khi người ta viết theo một lối văn phạm nào đó để cho mình ấy, ví dụ mình nói tôi đi nói gì để người khác hiểu chứ không phải để mình hiểu, mình hiểu tôi đi là nó trật rồi, hiểu không? Nó bước đạp đá gì cũng vậy đó, thành ra cái niệm niệm khi mình niệm vậy là cái tâm mình nó đang ở trong cái chế định pháp, thì làm sao mình thấy sự thật được? Đó, thở vô dài tôi biết tôi đang thở vô dài, tức là cái đó là chế định pháp, thì mình quan sát đã được thấy cái gì? Không thấy gì hết. Đó. Nhưng mà nếu mình nhìn vào cái sự tiếp xúc giống như tôi nói đó, có nhiều người dịch rồi cái nói là theo cái hơi thở để biết đầu hơi thở tới đâu vô tới bụng tới gì cũng sùng, cái đó là chuyện tào lao đó. Quý vị lấy cưa đó, thì quý vị cưa quý vị thấy có một vết của cái cưa nó dính vô cái cây thôi, chỉ quan sát cái chỗ tiếp xúc cái cây thôi, còn cái răng cưa chỗ đó nó có đi qua khỏi cây cũng kệ nó, đừng có dòm theo. Mà khi mình kéo ngược lại cái nó đi qua bên đây, nó cũng đi qua khỏi, đừng dòm theo, chỉ dòm cái chỗ tiếp xúc đó mà thôi. Thì hành thiền tứ niệm xứ cũng vậy, chỉ biết một chỗ đó mà thôi. Chứ còn bây giờ mình nói mà mình biết theo cái lời giải thích là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cái mình đi theo mình dài cái đoạn đó là mình không biết đường nữa rồi, đạt đường rồi, chỉ biết một chỗ đó mà thôi. Ví dụ mình cưa cây cưa hoa là mình chỉ biết một chỗ đó mà thôi, là vậy đó. Nam mô Bích Thà Dạ. Dạ, xà thức, xà thức. Dạ, kính thưa Thượng Tọa Đức Tông. À, nhưng mà theo cái vấn đề mà sư nói về vấn đề mà tục đế đó, cái vấn đề khi mình thở vào mình niệm mà tôi thở vào ra thở ra là tục đế, nhưng mà giờ có cái trường hợp mà người ta kêu là tục chân song tu thì vấn đề này theo như sư nghĩ như thế nào? Tục chân song tu tức là thở vào mình niệm thở vào, nhưng mà trong khi mình niệm cái chữ thở vào mình cũng quan sát cái sự xúc chạm của hơi thở, thì như vậy có phải là mình vẫn có được cái chân đế và cả tục đế cả hai trong lúc mà mình niệm hơi thở không ạ? Tức là người ta nói giống như là định tuệ song tu, cái này tục chân song tu. Dạ, theo sư vấn đề này mình hiểu như nào? Dạ, con cùng thỉnh sư ạ. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, chuyện đó không thể xảy ra, bởi vì mỗi lộ trình tâm nó chỉ có một đối tượng mà thôi. Khi mình quan sát cái chỗ đó rồi mà cái khi cái khác mình biết thêm cái khác nữa đó, mà nó không phải là cái sự tiếp nối của cái đối tượng đó, đó thì cái đó không thể gọi là cái sự tiếp tục của thiền được, mà gọi là phóng tâm. Đó, cái tâm nó đang quan sát cái đó mà để nó phóng qua cái chỗ khác là làm sao? Phải không? Thành ra nghĩa là chân đế mà tục đế là tục đế. Có những cái đối tượng trong thiền, trong pháp niệm thân đó, nó là tục đế, nhưng mà nó vẫn đưa tới chân đế, mà khi đưa tới chân đế là phải bỏ, chứ không bỏ cái tục đế trong ấy. Thí dụ, quý vị này, quán về tóc đi, kê xả. Thì cái kê xả đó, nó là một loại chế định, có thực tính pháp và có một nửa thực tính pháp. À, nó khi mình niệm kê xả mình niệm hồi đó, thì cái niết bít nó phát sinh như thế nào, màu đen, thì cái đó gọi là đối tượng của thiền chỉ, thì phải đi theo thiền chỉ chứ làm sao mà hành thiền minh sát được nữa. Mà nếu mình niệm kê xả mà cái niết nó phát sinh là cái vật dơ bẩn, thì nó cũng là cái hiện tượng bất mỹ cũng của thiền chỉ, thì mình phải đi theo thiền chỉ làm sao mình theo thiền minh sát được. Nhưng mà khi mình niệm kê xả mà nó cái trạng thái phát sanh là cứng hay mềm á, thì lúc đó mình mới đi theo thiền minh sát được. Mà đi theo thiền minh sát thì hai cái kia làm sao mà nó bám theo được, phải không? Thì nó không có cái dụng mà tục như đế vậy, song tu vậy đó, một cái mà thôi. Nó mô Bồ Tát Thầy Dạ. Xa thú. Dạ, kính chân từ tọa Lý Tâm. Dạ, rất là tuyệt vời. À, xin mời quý vị dân hoa lên xin ạ. À, thì trong cái vấn đề này thì mình nhảy ngược lại cái vấn đề mà định tuệ song tu. Có nhiều người nói mình tu là
trong một hơi thở mình có thể nó vừa định và vừa tuệ luôn. Thì cái cách này thì theo di sư thì mình phải hiểu như thế nào nó định tuệ song tu. Cái trước sau thì được, nhưng mà nếu nói cùng lúc định tuệ song tu cùng lúc trong một cái đối tượng thì con biết là vấn đề này sư giải thích như thế nào, con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Không có chuyện định tuệ song tu đó. Bởi vì ngay cả trong 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 cái chú giải thích về thiền, giải thích rất rõ ràng. Định mình hành thiền chỉ là định nó có ba, mình hành thiền thể định nó cũng có ba. Đó. Trong thiền chỉ định có ba là gì? Thứ nhất là Bari Kamma Samadhi. Cái thứ hai là Upacara Samadhi, cái thứ ba là Appanna Samadhi. Trong thiền minh sát nó cũng có ba là định. Thứ nhất là Khanika Samadhi, khác nhau chứ không phải giống nhau được, Khanika Samadhi. Cái thứ hai là Upacara Samadhi và cái thứ ba là Appanna Samadhi. Thì cái đầu tiên là cái Khanika Samadhi với cái Bari Kamma Samadhi đó, hai cái đó là hai cái đối tượng nó khác nhau rồi. Thành nếu mà nói định tuệ song tu, cái định mà định thuộc loại Bari Kamma Samadhi nó có đối tượng là chế định, còn cái Khanika Samadhi nó có đối tượng là chân đế. Hai cái nó khác nhau rất là xa, làm sao mà song song được đó. Nhưng mà có thể là nó trước sau quá gần là người ta nuốt nuốt cái thời gian chứ còn không thể nào song tu được cả. Bởi vì cái định 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 mà định của thiền chỉ là nó không có cái định nào mà nó có cái đối tượng là chân đế cả. Mà nếu định có đối tượng là chân đế thì định đó không thể đắc thiền được. Ví dụ như niệm ân Đức Phật, niệm ân Đức Phật thì cái niệm ân Đức Phật đó là nó tính cái đối tượng là chân đế, bởi vì nó tính tới cái sở hữu mà tượng trưng cho cái đối tượng đó ha. Thì làm sao mình có thể mình đi song song được mà song tu. Nhưng mà có nhiều cái trường hợp đó có thể là nó quá gần đối với cái bậc mà gọi là khất tị tịnh nhu đó. Ví dụ như ngày Sa-di-đà Phật hoặc ngày Móc-kha-la-na đó, ngài nghe theo ngài ngồi xuống ngài quán, thì trong lúc quán lúc đầu đó thì có thể có chế định. Bởi vì ngài nghe ngài ngài Ách Sa Chí nói là dê thăm ma hệ tụ bạc qua, thì cái đó là chế định rồi, mà chế định nó có thực tính pháp. Nhưng mà khi cái tâm ngài nghĩ, ngài không có nghĩ dê thăm ma là các pháp dơ dân sanh, nghĩ đó nghĩ tào lao, ngài nghĩ ra là khổ đế, có nhân là tập đế liền. Mà khổ đế là cái gì, cái gì trong đầu ngài lúc đó đó, có thể là tâm thiện tâm gì đó mình không biết, nhưng mà đại khái là khổ đế, tức là cái chi pháp của khổ đế là các tâm hiệp thế 52 tâm sở, 51 trong sở từ tham với 28 cái sắc, là ngài hiện ra cái pháp chân đế liền, chứ làm sao mà tục đế được. Và hoàng khi ngài nghe là cái chân không phải là chân đế, bởi vì cái ngôn ngữ mà ngôn ngữ để nói câu đó là dê thăm ma hệ tụ bà bố qua, nhưng mà trong đầu óc ngài nó hiện ra cái gì, tức là khổ đế có nhân là tục đế tập đế, chứ khổ đế dê thăm ma đây là khổ đế hệ tụ bà bố qua, tức là tập đế đó. Thì tập đế nó mới có chi pháp chứ, phải không? Không sợ tham đó, tham quên cái có phải không đó. Nên nhiều khi mình nói cho vui thì nói được, chứ còn nó khó lắm. Thấy rõ ràng cái câu đầu tiên mà tại sao mà mình phải dịch là khổ đế có nhân là tập đế, tại vì ngài Ách Sa Chí tóm tắt cái bài kinh Thâm Ma Chặt Bà Quách Ta Ná Sư Tạ, mà bài kinh đó là nói tới tứ đế chứ đâu nói gì đâu, phải không? Năm dịch mình phải, nếu mình dịch theo chế định pháp là chuyện khác, mình dịch mình phải dựa vào chân đế pháp thì mình mới hành thiền minh sát được đó. Những cái đó, đó những cái cách dịch mà mình phải thấy rõ thì nó mới mới giúp mình được, chứ còn không coi chừng mình phải đi đi lang thang ba cõi sáu đường nữa. Chúng tôi như quý vị là kiếp nào cũng tu nháp đó, bởi vì trong 45 năm trường Đức Phật buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, ngài dùng cái dẫn trí ngài quét để tìm người độ, và quét không trúng Liễu Tông, không trúng Kinh My Lăng Đá, không trúng Tịnh Thông, rất là đáng buồn.
Nam mô Bụt Tha giá kính bạch chư tôn và giả kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh do sự pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cận sinh nam sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá, nam mô Ratanata giá xa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính tri ân Ngài rất là nhiều đã giảng.